Xin chào tất cả mọi người, mình là Kỳ Duyên. Kỳ Duyên vừa mới được trải nghiệm dịch vụ điêu khắc lông mày tại DK Eyebrow and Beauty. Và bây giờ thì Kỳ Duyên cảm thấy rất là hài lòng bởi vì là không đau một chút nào cả. Và đặc biệt hơn nữa, khi mà Duyên soi gương thì Duyên cảm thấy rất là tự nhiên. Và Duyên nghĩ rằng là tất cả các bạn gái nếu mà muốn đẹp hơn thì hãy tới DK Eyebrow and Beauty nhé. Nói thật với em là chị nhìn cặp lông mày đúng là ngoài sức mong đợi của chị. Dạ. Vì là trước cái form lông mày của chị thì cái hiện trạng trước em đã nhìn thấy rồi. Dạ. Nó còn không có những cái sợi cơ. Dạ. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì form lông mày chị thấy rằng là rất là trẻ. Dạ. Rất là trẻ. Và những cái sợi lông mày chị thấy mềm mại lắm. Dạ. Ừ. Không biết được kiểu dáng thì sao, chị thấy như thế nào? Kiểu dáng chị rất là ưng. Xin chào tất cả các bạn, mình là Tít. Lần trước mình đã đến DK để hút ngực lông mày. Và lần này như hôm nay là mình đã đến đây để làm dịch vụ điêu khắc lông mày. Và mình vừa làm xong và không hề đau một chút nào. Và mình rất hài lòng với dáng lông mày như hôm nay là mình đã làm. Và dịch vụ rất là tốt. Cảm ơn DK Abra rất là nhiều. Chào mọi người. Ngày hôm nay thì DK vừa mới thực hiện xong một bộ lông mày điêu khắc chân nam cho bạn Ho Vinh, một chàng ca sĩ rất là nổi tiếng hiện nay. Và bạn có một cái mong muốn, đấy là muốn cho cái cặp lông mày của mình có thể dày rậm và đen hơn. Lông mày của bạn Hoa Vinh thì chỉ có phần đầu thôi, phần đuôi thì gần như là không có. Và mình đã xử lý xong cặp lông mày chỉ trong vòng có 45 phút thôi. Và mình muốn hỏi Hoa Vinh là sau khi mà thực hiện xong cặp lông mày thì bạn có cảm nhận gì không? Ban đầu thì em nghĩ là chạm vào da thịt sẽ rất là đau, nhưng mà khá là bất ngờ, thấy rất là thoải mái và không có cảm giác gì. Và nói chung là rất là ưng ý. Sau khi được DK vẽ cho bộ lông mày mới. Và nếu như mọi người muốn tìm đến một địa chỉ tin cậy thì hãy đến với DK. Lúc mà anh đi ra ngoài đường thì anh cũng không có thói quen trang điểm, trừ khi là phải làm việc, trừ khi là phải lên hình. Thế và tất cả mọi người đều nhận thấy rằng là anh tươi hơn, xinh hơn, và họ không phát hiện ra là anh xăm môi. Kim Anh rất là ưng bởi vì là nó rất là tự nhiên, nó tự nhiên ngay cả khi Kim Anh không trang điểm. Với cá nhân Khánh thì khi mà đến đây thì điều mà Khánh cảm thấy hài lòng nhất đó chính là sự tiếp đón rất là nhiệt tình của cô chủ. Ngoài ra nữa thì Khánh nghĩ chắc chắn rằng là DK cũng phải là một nơi rất là uy tín, thì những người nghệ sĩ, những người của công chúng ví dụ như Khánh mới lựa chọn nơi đây để làm đẹp. Và khi mà làm xong thì cái điều mà Khánh thích nhất đó chính là không cảm giác đau đớn gì cả. Và Khánh tin chắc chắn rằng là đã có rất là nhiều bạn muốn làm, và cũng giống như cái cảm giác của Khánh là rất là sợ bị đau, sợ cảm giác bị đau. Nhưng mà ngày hôm nay thì Khánh khẳng định với tất cả các bạn rằng là khi làm thì quý vị không có thấy bất kỳ một cái sự đau đớn nào cả. Khánh cảm thấy rất hài lòng và hy vọng rằng nếu như các bạn có nhu cầu về làm đẹp và đặc biệt là về lông mày, hãy đến với DK để trải nghiệm.